Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua Agroblock Blockfood giá rẻ hoặc là sử dụng những cái dịch vụ chẳng hạn như là Robot 120 giờ Gamebot giá rẻ, cùng với đó là sẽ có rất là nhiều dòng quay cực kỳ hấp dẫn và may mắn. Với lại random ạc giá rẻ mà vô cùng VIP thì hãy đến ngay shop agroblock.com. Ok, chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Đạt Tacker đây. Thì ngày hôm nay là các video này là sẽ không phải là review về bản menu hack nha mọi người. Và là ngày mà là ngày hôm nay là cái mình làm cái video này ra nhằm cái mục đích là mình sẽ cập nhật đến cho mọi người những cái link tải clean hack mới nhất dành cho điện thoại nha mọi người. Đó là clean Flusu V9 và clean giọt nước V6 nha mọi người. Thì hai cái clean hack này vừa được update lên phiên bản mới nhất. Thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm cái video để cập nhật link tải đi. Rồi, thì cái video này thì mình sẽ tiến hành mình cập nhật hai cái đường link tải mới nhất để cho mọi người có thể tải về ha. Thì nói hai cái thì cũng không đúng mọi người ạ. Nếu mà đúng ra là bốn cái đường link tải. Tại vì mỗi cái link hack á là mình đều share đến cho mọi người hai cái đường link tải, đó là cái đường link tải chính là Google Drive và đường link tải phụ là Mediafire. Đó, thì cái hai cái đường link tải này là mình sẽ dành cho một cái link hack ha. Thì nói chung là hai cái link hack là nó sẽ bốn cái đường link tải nha mọi người. Thì những cái đường link tải đó thì mình sẽ cập nhật ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game để cho những bạn nào mà muốn sử dụng cái link để hack á thì mấy bạn có thể tải về ha. Rồi, thì hiện tại ở đây là mình đang dùng cái link giọt nước V6 để mình test cho mọi người nè. Thì ở đây là cái bảng menu này thì mình chỉ chủ yếu mình mang vào để mình test cho mọi người là những cái chức năng hack đều có thể hoạt động ổn được trong cái clean giọt nước V6 nha mọi người. Cũng như là khi mà cái clean giọt nước V6 và clean Flusu nó cập nhật lên á thì nó sẽ tối ưu cái phần ghét cây này, cũng như là tối ưu đồ họa cho máy ha, giúp cho mọi người có thể cho hack mượt hơn các thứ. Rồi, và bây giờ không nói nhiều nữa thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để cài cái clean hack nha mọi người. Còn link tải thì mình đều cập nhật mới nhất ở dưới phần mô tả rồi. Bạn nào muốn tải thì cứ kéo xuống phần mô tả ha. Rồi, ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể cài đặt được cái clean hack nha mọi người. Thì ngày hôm nay mình làm cái video này thì mình sẽ share đến cho mọi người hai cái phiên bản clean hack mới nhất hiện tại dành cho điện thoại ha, để cho mọi người có thể cài vào để mọi người sử dụng để mọi người hack cái tựa game Blockfood nha mọi người. Thì hai cái clean hack này có tên là clean Flusu V9 và clean giọt nước V6 ha. Thì mình share đến cho mọi người hai cái clean hack mới này để cho những bạn nào mà muốn sử dụng cái clean nào á thì vẫn có cái đường link để tải nha mọi người. Thì hiện tại là mình sẽ share đến cho mọi người một cái clean là hai link ha, hai link tải. Một cái link tải là về Google Drive và một cái link tải là về Mediafire, để cho những bạn nào mà muốn sử dụng link nào để tải thì vẫn có thể tải được hết nha mọi người. Đó. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể cài đặt được cái clean giọt nước V6 ha. Thì còn cái clean Flusu V9 thì mấy bạn muốn cài thì mấy bạn làm theo tương tự ha. Đó. Thì ở đây là do cái thời gian đó mọi người nó có giới hạn, bởi vậy là mình chỉ hướng dẫn cách cài một cái clean hack ra thôi. Còn mấy bạn cài cái clean Flusu thì mấy bạn làm theo tương tự ha. Rồi, thì đầu tiên là link tải của hai cái clean hack này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận hết. Đây là link tải mới nhất hiện tại nha mọi người. Để cho những bạn nào mà muốn tải thì các bạn có thể xuống vào mô tả của mình để tải. Rồi. Thì đầu tiên là mọi người sẽ tiến hành, những bạn nào mà đang có cái tựa game Goblock trên máy thì mấy bạn xóa đi giúp mình. Đó, thì hiện tại là mình đang có cái Goblock trên máy này thì mình xóa đi ha. Đó, mọi người nhớ là mọi người có cái tựa game Goblock hoặc là những cái clean hack cũ thì mọi người xóa đi giúp mình. Đó, mọi người gỡ cài đặt nó đi. Thì sau khi mà gỡ cài đặt xong rồi, bước tiếp theo là mấy bạn sẽ tiến hành vào trong cái cửa hàng CH Play, mọi người tải giúp mình cái phần mềm set archiver này về ha. Đây, cái set archiver này là hoàn toàn miễn phí thôi. Thì sau khi mà tải về xong rồi thì bây giờ mọi người mở nó lên cho mình này. Đó, mở lên xong thì đây là giao diện chính của nó này. Rồi, thì trong cái giao diện này thì tại đây mọi người sẽ tìm cái thư mục là download giúp mình này. Đây, mọi người nhắc vào cái thư mục download ha. Rồi, thì khi mà mọi người tải cái clean hack về rồi thì nó sẽ nằm cái thư mục download như vậy. Thì ở đây là mình mang đến cho mọi người hai cái clean hack, đó là cái clean Flusu V9 và cái clean giọt nước V6. Thì hai cái clean hack này thì mình sẽ để hai cái link tải dưới phần mô tả một cách mượt nhất nha mọi người. Thì nói chung là mình kênh mình thì tải cái nào mình cũng để hai link đó mọi người. Một cái link chính là Google Drive và một cái link phụ là Mediafire, để cho những bạn nào mà tải không được link chính thì còn link phụ để tải nha mọi người. Đó. Rồi, thì ở đây thì mình sẽ tiến hành mình cài cái clean giọt nước V6 ha. Còn những bạn nào mà sử dụng cái Flusu thì mấy bạn cài y chang như mình là được. Đó, thì mọi người nhắc vào này, thì ở đây mình sẽ cài cái clean giọt nước V6, thì mình sẽ chọn clean rồi mình nhấn vào cài đặt ha. Đó, thì nhấn vào xong thì nó sẽ hỏi mọi người có cài đặt hay không, thì mọi người nhấn vào cái chữ cài đặt cho mình.
thì nó sẽ tự động nó cài đặt cái tựa game GoBlock nha mọi người. Đó, thì cài đặt xong rồi thì bây giờ mọi người nhấn vào cái chữ mở cho mình ha. Đó, mọi người nhấn vào chữ mở. Rồi thì đối với cái cách mà của clean dập nước V6 với lại cái cách cài cái clean Fluxu V9 đó, thì hai cái cách tương tự như nhau. Thì khi cài xong rồi thì mọi người mở thì nó sẽ đưa mọi người tới cái giao diện đăng nhập như vậy, thì hai cái y chang nhau nha mọi người. Thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người đăng nhập cái tài khoản mọi người vào, rồi sau đó mọi người vào trong cái tựa game Blockfoot giúp mình ha. Rồi mọi người, thì hiện tại thì mình cũng đã đăng nhập cái của mình vào rồi nha mọi người. Rồi thì đối với lại cái clean giọt nước với lại cái clean Fluxu thì cái cách cài cũng như là cái cách sử dụng thì nó y chang nhau nha mọi người. Nó đều dùng để chạy những cái bản sao clip hát ha. Rồi thì sau khi mà vào tới đây rồi thì cái bước bây giờ là mọi người chỉ cần vào cái clean vào cái tựa game Blockfoot thôi. Đó, mọi người vào rồi sau đó mọi người ghét cây rồi mọi người sử dụng cái sao clip hát thôi. Thì nói chung thì qua cái video này thì mình muốn mang đến cho mọi người cập nhật cho mọi người những cái đường link mà để tải được hai cái clean hát này một cách mượt nhất nha mọi người. Thì nói chung là hai cái clean hát này thì mỗi cái là mình sẽ để hai cái đường link tải ha, là link phụ với lại link chính. Thì mọi người muốn tải cái đường link nào thì cứ tải ha mọi người. Rồi hiện tại là mình đang vào trong cái tựa game Blockfoot này. Rồi mọi người, thì hiện tại thì mình cũng đã vào trong được cái tựa game Blockfoot là update 18 Ray V4 rồi nha mọi người. Thì sau khi mà vào rồi thì nói chung là cái giao diện của cái clean giọt nước với lại cái clean Fluxu thì nó cũng tương tự nhau thôi. Thì khi mà clean giọt nước thì khi mà mọi người nhấn vào cái biểu tượng hình giọt nước này thì nó sẽ yêu cầu mọi người ghét cây. Còn cái clean Fluxu thì khi mà mọi người mới vào đây thì nó sẽ cũng yêu cầu mọi người phải ghét cây luôn. Thì cái cách ghét cây của hai cái clean hát này là nó tương tự nhau nha mọi người. Nó tương tự nhau khoảng 95% ha. Đó, khoảng 95%. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để gate cây bên cái clean giọt nước. Còn cái cách mà để gate cây bên cái clean Fluxu á thì nó tương tự nhau rồi, thì mọi người cứ làm theo na ná thôi. Rồi mình nhấn vào cái chữ gate cây này. Đó, ở hai cái clean á là nó sẽ có đều có cái chữ gate cây, thì mọi người nhấn vào. Sau khi nhấn vào xong thì mọi người sẽ tiến hành được copy cái link gate cây rồi. Thì bây giờ mọi người thoát ra rồi mọi người vào trong cái trình duyệt web trên máy mọi người giúp mình. Rồi thì hiện tại á thì mình cũng đã vào trong cái trình duyệt web trên máy của mình rồi ha mọi người. Thì sau khi mà vào xong rồi thì mọi người nhấn vào cái ô tìm kiếm á, rồi sau đó mọi người nhấn giữ thì nó sẽ ra cái chữ dán. Thì mọi người nhấn vào cái chữ dán thì nó sẽ tiến hành nó dán cái link gate cây ra nha mọi người. Thì tương tự với lại cái link Fluxu á thì mọi người cũng làm y chang ha. Rồi nhấn xong rồi thì mọi người nhấn vào tiến hành tìm kiếm nè. Đó, thì sau khi tìm kiếm xong thì đối với cái clean giọt nước cũng như cái clean Fluxu thì cái cách gate cây nó cũng tương tự nhau thôi. Thì mọi người chỉ cần làm theo những gì mà nó yêu cầu thôi. Đây, tích vào tôi là con người này. Nó có dịch chuyển mọi người qua những trang web khác thì mọi người quay về giúp mình ha. Đây, tích vào. Đó, mọi người tích vào xong thì nó yêu cầu mọi người chọn nào thì mọi người chọn cái đó. Rồi, chọn xong rồi nhấn kiểm tra. Đó, thì sau khi mà nó tích vào rồi thì bây giờ mọi người nhấn gate cây nè, thì nó sẽ lập tức đưa mọi người tới cái trang web gate cây tiếp theo ha. Nếu mà nó đưa mọi người tới những cái trang web như vậy thì bây giờ mọi người quay trở về giúp mình. Đó, rồi nhấn lại gate cây này. Đấy, là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web Linverty nha mọi người. Tương tự với lại cái clean Fluxu thì nó cũng y chang nhau, nó cũng đưa mọi người tới cái trang Linverty như vậy nè. Rồi vuốt xuống mọi người tìm cái chỗ là free access giúp mình ha. Đó, free access, rồi mọi người nhấn vào cái chữ là free access giúp mình. Đó, mọi người nhấn vào. Thì lập tức là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web Checkpoint 2 ha. Đó, tương tự với là cái Fluxu thì nó cũng làm y chang thôi. Thì mọi người cứ làm theo những gì mà nó hướng dẫn là được. Rồi, tích là vào tôi là con người này. Rồi, đó, mọi người tích vào những cái gì mà nó yêu cầu. Rồi mọi người nhấn vào Continue Checkpoint 3. Rồi, nó sẽ đưa mọi người tới cái trang Linverty tiếp. Đấy, thì nói chung vuốt xuống. Mọi người đợi một tí thì mọi người nhấn vào cái chữ là Free Access giúp mình. Đây, mọi người nhấn vào Free Access nè, mọi người đợi một tí ha. Đó, nhấn vào Free Access. Đấy, thì sau khi nó đưa mọi người tới trang web chat tiếp theo rồi thì mọi người cứ làm theo tương tự thôi. Đó, nó kêu mọi người chọn cái nào thì mọi người chọn cái đó nè. Rồi, nhấn kiểm tra nè, rồi nhấn gate cây nè. Rồi, tiếp tục đưa tới cái Linverty tiếp nè mọi người thấy không? Đó, thì cái cách gate cây của hai cái clean hack thì nó y chang nhau thôi ha. Rồi, nhấn vào Free Access này. Đấy, nhấn vào Free Access. Đó, thì sau khi mà mọi người nhấn vào Free Access xong hết rồi thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web để lấy cây như vậy. Rồi thì sau khi tới trang web lấy khay rồi thì tương tự với là cái Fluxu thì nó sẽ cũng đưa mọi người tới trang web lấy khay. Thì sau đó mọi người nhấn vào cái biểu tượng copy này thì mọi người đã copy được cái khay rồi. Thì bây giờ mọi người vào trong cái clean hack, mọi người nhập khay vào để mọi người sử dụng cái clean hack thôi ha mọi người. Rồi hiện tại thì mình cũng đã vào trong cái clean hack lại rồi. Thì sau khi vào xong rồi thì đối với lại cái clean Fluxu á thì khi mà mọi người tự vào á là nó sẽ tự động nó nhập khay vào cho mọi người luôn. Thì khi mà vào tới đây thì nó sẽ hiện lên cái bảng để cho mọi người nhập cái script hack luôn. Còn đối với lại cái clean giọt nước thì bắt buộc là mọi người phải tự động nhập khay ha. Đây mọi người nhấn vào mọi người xóa đi cái dòng bắt cây hơi này này, rồi mọi người nhấn đè vào ha.
Đó, mọi người nhấn đè rồi mọi người nhấn vào cái chữ bot này thì nó sẽ tiến hành nó dán cái cây mà mọi người vừa copy ra. Dán xong rồi thì mọi người nhấn vào cái chữ là verify thôi. Nhấn vào verify thì mọi người đợi trong vòng là khoảng từ 5 cho tới 10 giây giúp mình ha, thì nó sẽ tiến hành nó check cái cây. Đó, thì sau khi mà nó check cây xong á thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái bảng nhập script nha mọi người. Thì sau khi mà nó đã hiện lên cái bảng nhập script này á là có nghĩa là mọi người đã tiến hành mọi người get cây thành công rồi. Đó, thì bây giờ việc còn lại của mọi người á là mọi người nhập cái script hack vào để mọi người sử dụng những cái bảng menu hack thôi. Thì đó là những gì mà mình muốn mang đến cho mọi người trong cái video này, là những cái đầu tiên á là mình muốn mang đến cho mọi người là về hai cái clean hack mới nhất hiện tại trên điện thoại này. Và cái thứ hai á là mình muốn cập nhật đến cho mọi người những cái link tải mới nhất về hai cái clean hack này nha mọi người. Đó, thì bây giờ mọi người chỉ cần chọn phe này rồi mọi người vào mọi người sử dụng những cái bản script hack thôi. Đó, thì nói chung là rất là mượt ha. Rồi thì hiện tại thì mình ở đây là mình đã có chuẩn bị một cái script sẵn rồi. Thì để bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhập vào để mình test cho mọi người xem là cái clean hack này nó có hoạt động ổn hay không nha mọi người. Rồi hiện tại thì mình cũng đã copy được cái link script rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào đây để mình dán thử vào rồi để mình test cho mọi người xem ha. Đó, dán vào xong thì mọi người nhấn vào cái hình tam giác này để mọi người chạy cái bảng menu hack lên. Thì khi mà mọi người nhấn vào thì mọi người đợi một tí để cho cái bảng menu hack nó load nha mọi người. Do là tùy cái menu hack ha, thì có những cái menu hack thì nó load rất là nhanh. Thì hiện tại thì như mọi người thấy là nó đã hiện lên cái bảng menu hack này nha mọi người. Đó, thì đây đây là cái bảng menu hack mà mình đã chuẩn bị trước để mình mang để mình test cho mọi người về những cái clean hack này ha. Đây, thì đó là cái bản hack jailbreak ha mọi người. Thì cái bản hack này là nó mới vừa được update lên rồi. Thì ngày mai hoặc là ngày mốt thì mình sẽ tiến hành mình review chi tiết về cái bản hack này để gửi đến cho mọi người. Thì hiện tại thì mình chỉ vào mình test thử cái chế độ auto farm level cho mọi người xem thôi, để coi là cái clean hack v6 này nó có hoạt động mượt hay không ha. Rồi bây giờ mình tích vào auto farm level này. Đấy, mọi người hay thấy này, đó là sẽ tự động nó đi đánh nha mọi người. Đây đó, mọi người thấy không, tự động đi đánh này. Đó, chưa gì là đã 6 con trên 8 rồi nè mọi người. Thì qua cái video này là mọi người sẽ có được những cái clean hack cực kỳ mượt để cho máy mọi người rồi ha mọi người. Đó, những bạn nào mà muốn sử dụng những cái clean hack mượt thì mình đã mang đến cho mọi người rồi. Thì cái clean flusu thì tùy theo máy ha, chẳng hạn như có máy của người này với lại máy người kia nó sẽ hợp tùy theo với lại cái clean hack. Chẳng hạn như cái máy của mình thì mình sẽ hợp được hai cái clean hack luôn. Đó, thì chẳng hạn như mấy máy mọi người á, mọi người muốn sử dụng cái clean flusu thì mọi người sử dụng, còn mọi người muốn sử dụng clean giọt nước là thì mọi người sử dụng ha, thì tùy mọi người thôi. Đó, thì như mọi người thấy là hiện tại rất là mượt rồi. Thì đó là những gì mình muốn làm trong cái video này để gửi đến cho mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like cũng như là subscribe ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.